Ngày 16 tháng 10, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay, tỉnh Quảng Trị cho biết, do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài, tuyến quốc lộ 15D lên cửa khẩu quốc tế La Lay bị sạt lún nghiêm trọng. Lực lượng biên phòng cũng đã di dời người dân nằm trong khu vực nguy cơ sạt lở để đảm bảo an toàn. Theo đó, tình trạng sạt lở mặt đường tại km 07 800 quốc lộ 15D thuộc thôn La Lay, xã A Ngo có chiều hướng sâu và rộng hơn, kéo dài trên 200m, sâu từ 3 đến 5m. Đẩy con đường khỏi vị trí cũ khoảng 6m, nguy cơ lở cả quả đồi là rất cao. Trước tình trạng này, trong đêm ngày 15 tháng 10, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay phối hợp với xã A Bung, A Ngo, huyện Đắk Trông, tỉnh Quảng Trị thông báo cho nhân dân trong khu vực biết, cử lực lượng chốt chặn nghiêm cấm người phương tiện qua lại, tổ chức di dời 42 hộ với 335 nhân khẩu ở bản La Hót, A Bung, bản La Lay, A Ngo và cán bộ nhân viên chi cục hải quan La Lay đến nơi trú ẩn an toàn.